Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với video của Bà Là TV. Và ngày hôm nay mình trở lại với một video này. Thì cũng xin nhắc anh em là đừng thử nha anh em. Trò chơi này là cái tên là đừng thử, ok. Không nên thử những cái trò chơi đó. Lên em. Ok, và hôm nay mình sẽ nói về một cái trò tự game đã làm nóng mạng xã hội. Tựa game nên hỏi tiếng nhanh quá. Tựa game My Talking Angela. Tựa game bị ma ám hàng đầu thế giới. Ủa lộn, hàng đầu Việt Nam. Mình không biết người nước ngoài cũng bị ám hay gì anh em. Tựa game My Talking Angela. Thôi cho thế giới luôn đi. Mình không biết có vậy, thế giới có biết hay không. Mà mình phải nói cho anh em nghe. Thì tựa game nó lại bị ám nha anh em. Thì anh em thì game nó cũng là bị ám, thì anh em đừng thử những cái trò game đó. Thì tựa game nó thì đầu tiên thì có một người ở nước Anh đã nói là trong đôi mắt của con mèo đã có trong đôi mắt của con mèo có một người đàn ông, trong đôi mắt con mèo có một người đàn ông, thì trong đôi mắt con người có một người đàn ông, thì các bạn phải đặt nó cho nó té xuống, thì mọi người hãy nhìn kỹ phía sau cửa sổ có một người đàn ông khác, lại tổng cộng có hai người đàn ông, thì có hai người đàn ông và có một con chó xuất hiện, trong đôi mắt con chó có một người phụ nữ. What the fuck, ghê vậy. Thì mình cũng đã chơi rồi mà mình sẽ dịch cho anh em coi đó. Thì có một người phụ nữ và hai người đàn ông, thì không biết họ không biết làm sao nữa. Anh em hãy dầm kỹ trong đôi mắt của con mèo Atakin có một người đàn ông, và phía sau cửa sổ có một người đàn ông, và trong đôi mắt con chó có một người phụ nữ. Thì anh em nhìn kỹ nha anh em, nếu anh em không thấy á, thì anh em phải follow lại nha anh em, bình luận bên dưới là không thấy và có nhiều người nhắn này anh em. Thì mình cũng không biết tại sao nữa, để game nó lại thời kỳ này cũng rất là lâu rồi đó anh em, sản xuất rất là lâu rồi mà lại có người. Bây giờ tụi mình mới biết. Thì mình cũng lên xem YouTube để có thể tìm ra manh mối để có thể tiêu diệt được con ma Tắc Ansela đó, là biết người đàn ông tên gì. Và mình cũng đã chơi trò chơi đó rồi, tại vì mình không quay cho anh em coi được đâu. Bây giờ hiện tại là 11:25. Đây, 11:25. Thì không có bị ma ám, không bị sợ. Trời tối mình chơi mình sợ lắm anh em ơi. Sợ lắm. Mình chơi hả, mình thấy như mình nói là hello 10 lần, hello Takinsa 10 lần, đúng 10 lần nha anh em, thì nó trả lời là hello hello 3 lần cho mình nghe. Mình run lắm em, không biết là sao. Và mình cũng nói lại cho nó là bây giờ là mấy giờ, thì nó trả lời là bây giờ là 6 giờ sáng. Úp lộn, bây giờ là 3 giờ sáng. 3 giờ sáng nha anh em, mình lộn. Thì bây giờ là 3 giờ sáng. Anh em thử chơi mà tắt kinh Angela vào lúc 3 giờ sáng thì sẽ thấy nó nói thế nào. Anh em lên mạng thì anh em coi, anh em sẽ thấy mà Angela nói chuyện luôn. Thì không hiểu là sao, thì có một người nước 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 gì ta, nước Mỹ anh em, gọi là Triều 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 Tiên á, đã nói là game này đã bị ám. Chơi từ 3 giờ đến 3 giờ rưỡi sẽ có một hiện tượng như là mắt Angela màu đỏ. Và màu đỏ, nếu mọi người không thấy thì những người đó gặp gặp ma ám. Thôi, cái này không biết dịch, cái này khó dịch lắm anh em, mình không biết cái từ ma ám này đúng hay không. Không biết dịch nha anh em, mình ngu tiếng Anh lắm, không biết dịch. Nên không biết sao dịch nữa anh em. Thì mình cũng không biết tại sao luôn. Thì mình cũng rất run, mình chơi game đó mình rất run. Mình nói xong bây giờ là mấy giờ thì nó trả lời là 3 giờ sáng, mình cũng nói em. Thì mình lại xóa một, mình không xóa game luôn, mình sợ cái điện thoại mình bị ám. Rồi mình cũng đã tháo một pin ra, tháo cái sim ra. Tại sao mình lại tháo cái sim, thì mình sợ là những cái game nó lại ám những cái sim của mình, cho nên mình phải xóa cái sim luôn em. Thì mình không thể nào chơi được, thì mình đến sáng mình mới gắn cái sim vô lại và mình xóa app. Và
nếu mà mình không tháo cái sim ra, lỡ như là tối thì tự động nó bấm cái sim luôn rồi thôi. Anh cứ có điện mình cái là alo, cái là anh cứ theo luôn, đục cái điện thoại luôn, không đục giỡn đâu. Đừng thử những tựa game anh em, rung người yếu tim đó. Mình thử coi coi để coi cái nào gì dễ để mình dịch cho anh em coi không. Thì anh em lên Google Play bấm Tag Angela và xem xuống dưới phần mà nó đánh giá anh em coi nhắn tin như thế nào, nó chat như thế nào và nó đánh giá như thế nào. Nó đánh giá là chuẩn tiếng Anh không mà không hiểu tại sao luôn ấy, không có người Việt á nhỉ. Lâu lâu có ít người Việt dễ nhắn tin để thể coi được cho anh em, và mình cũng rung lắm chứ bộ là không rung. Tự nhiên có Esther sao nó nhắn tin cho mình luôn, mình có nói là Esther xấu quá, thì mình đã nói rất nhiều lần Esther xấu quá, anh Esther xấu quá, mình nói tào lao tào lô vậy anh em, nó xàm lắm. Thì bỗng nhiên Esther thức cất một cái động tiếng lên là mình nói gì ta không hiểu, chả hiểu là sao luôn nè. Anh thử đi chơi lúc giờ lúc 3 giờ sáng, mọi người xem video này mọi người nói mình xạo xạo nè, nhảm nè, làm gì có thiệt. Em sẽ hả là tựa game hay, làm gì có bị ma ám. Tắc em tắc King Angela là con mèo nuôi đánh răng rửa mặt, còn con này là ngồi trên cái ghế mà nó đưa hai mắt, đưa con mắt này anh em, nó đưa con mắt này nè đó, là con mắt mà nó đưa ra ngoài là con mắt nó có người anh em. Anh em hãy nhìn kỹ vô đi nha anh em, thì có người bên trong và anh em thở quýnh nó vô đầu nó té xuống, và anh em ấy tua chậm lại khúc đó và anh em coi coi trong con người đó, trong cái cửa sổ mà nó đỏ đỏ có con người hay không. Nếu mà anh em thấy á, thì để dưới phần bình luận cho mình nha, nếu anh em không thấy á thì cũng được không sao, anh thấy là anh em hên đó. Thì anh em hãy nhìn, nếu quýnh xong con chó xuất hiện thì anh em phải nhìn trong đôi mắt con chó coi có người hay không. Thì chơi từ 3 giờ nè, có một người nước ngoài nè, chơi từ 3 giờ đến 3 giờ rưỡi sẽ thấy hiện tượng nó mắc màu đỏ, nó hiện tượng nó mắc màu đỏ và sẽ giống như là tạo đôi mắt màu đỏ đó. Hiện tượng đó là tắc khi Ezra nóng nóng giận chọc bạn đó, nóng giận chọc bạn có khi điện bạn luôn anh em. Thì anh em nói làm sao anh em nói, mà mình cứ nói đừng có chọc tắc khi Ezra chọc nó thì nó giận, mắt nó sẽ đỏ, mắt nó đỏ thì nó sẽ chọc bạn mà nó không cho bạn ngủ yên, ám ảnh bạn luôn anh em, nó mình rung cái tay luôn. Thì mình chả hiểu sao thì có nhiều người nhắn tin vậy, thì mình thấy mình không có sợ ma, thì mình lại thử coi coi trò chơi nó có bị ám hay không. Tất nhiên là bị ma ám nha anh em, đừng thử nha anh em. Thì video này cũng khá là dài rồi, thì cảm ơn em đã xem video này, nhớ like và subscribe cho kênh của mình. Ok, cảm ơn rất nhiều. See you em. Ok.